Xe đạp Mobi xin chào tất cả mọi người. Hôm nay video này sẽ khác so với những video kia. Mình không có giới thiệu những cái dòng xe thể thao Nhật Bản dành cho nam nữa, mà cái con xe hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người là con xe Nhật Bản dành cho nữ. Dòng xe này thì nó có cái ống sườn cong xuống phía dưới, cho nên là nữ đi rất là hợp và khá là đẹp. Toàn bộ màu sơn của con xe này là màu sơn zin, nhưng mà riêng có cái phần càng xe là đã có tút lại một tí. Để một chút mình sẽ quay rõ hơn cái chỗ đã tút lại cho mọi người xem. Toàn bộ cái khung sườn á, chỗ này nè, hoặc là ống đứng, hoặc là cái ống sườn cong á, đều là màu sơn zin. Chỉ có cái đoạn từ đây đến đây là cái màu sơn có tút lại nhẹ. Do cái càng xe vận chuyển á, nó sẽ rất là dễ bị trầy. Bên cạnh đó thì khi mà quay video này mình còn phát hiện ra một cái chi tiết nữa là ngay cái chỗ bọc sơn chỗ này, cái bọc xích á, nó bị lõm vào. Do là để trong kho khá là nhiều xe cho nên nó bị cấn vào. Cái này á, thì mình có thể gõ ra cho nó bằng lại được, nó sẽ tương đối nhìn đỡ hơn bây giờ. Đùi dĩ của xe là bằng thép và ngoại hình nó còn khá là đẹp, nó chưa có bị reset. Trên xe thì còn đầy đủ những cái tem nội địa tại Nhật. Đây mọi người sẽ thấy ở cái phần ống đứng của xe, ba ga của xe là ba ga inox và cũng là ba ga zin theo xe luôn. Nó có để là 27 kg, mình nghĩ là cái trọng lượng khuyên dùng của nó là tầm 27 kg trở xuống. Nhưng mà cái này thì mình khoảng chừng 60 kg mình ngồi lên thấy nó vẫn bình thường, không vấn đề gì hết. Và chắn bùn của xe là inox, cả phía trước và phía sau nó đồng bộ với nhau và nó còn khá là sáng và đẹp. Đùm xe là đùm Shimano, nó có 3 tốc độ số. Kết hợp với cái đùm Shimano này thì nó có cái tai vặn cũng thương hiệu Shimano luôn, cũng vặn 3 tốc độ số. Số 1 là nhẹ nhất và số 2, số 3 là sẽ nặng hơn một tí. Guidon vô tăng, cái guidon thì bằng nhôm và cái vô tăng thì bằng inox. Chuông zin theo xe nó vẫn còn. Kích cỡ của cái lớp xe này là nó 26 inch, nó có đóng ở trên cái lớp. Và 26 inch thì tương đương với cái đường kính bánh xe là tầm khoảng 66 cm. Vành niền của xe là vành niền nhôm, cả trước và sau nó còn rất là sáng. Đùm phía trước là đùm Breton, đùm này đóng vai trò là dynamo phát điện, nó sẽ cấp điện cho cái đèn led cảm biến ở phía trên này. Cái đèn led cảm biến thì phía dưới nó có một cái công tắc, nếu mà mọi người muốn nó sáng liên tục thì mình chỉ cần bật cái công tắc để cho nó che cái con mắt cảm biến lại, là thể di chuyển bánh xe thì đèn xe nó sẽ phát sáng. Còn khi mà mọi người bật cái công tắc ngược lại để lộ cái con mắt cảm biến ra bên ngoài á, thì mọi người di chuyển trong bóng tối đèn xe nó mới phát sáng. Rổ xe là cái rổ loại mới mình lắp thêm vào, không phải là cái rổ zin của xe. Đây là phần ngoại hình phía bên còn lại của xe. Bên này thì cũng ở chỗ cái phần càng xe đoạn này nó đã có tút lại cái màu sơn rồi. Còn màu sơn ở trên khung nó còn tương đối là đẹp, nó chưa có bị trầy xước gì nhiều cả. Bên đây thì mọi người sẽ quan sát được một số chi tiết phụ tùng, ví dụ như là cái phanh ở phía sau cũng là thương hiệu Breton theo xe. Cái ổ khóa cũng là thương hiệu Breton. Ổ khóa loại này thì mình gạt xuống như này không được, mọi người phải bóp vào cái nút màu cam này thì mình mới khóa lại được như vậy. Và ở đây ổ khóa zin cho nên nó chỉ còn một chìa thôi, mọi người nên làm thêm một chìa nữa để giữ trụ, khi mà mất cái chìa khóa này thì mình vẫn còn được cái chìa khóa khác. Ở cái phần đèn cảm biến phía trước á, hồi nãy mình nói nhanh quá sợ mọi người không hiểu, thì bây giờ mình sẽ bật cái công tắc cho nó lộ cái con mắt cảm biến ra cho mọi người xem. Đây, khi mà lộ con mắt cảm biến ra thì bánh xe mình quay á, đèn xe nó không phát sáng đâu, mà trong bóng tối á, đèn xe nó mới phát sáng. Trường hợp còn lại á, thì khi mà mình bật cái công tắc để che con mắt cảm biến lại, tức là lúc nào nó cũng tối, thì cái đèn xe nó sẽ tự phát sáng khi mà mình di chuyển bánh xe, chứ không có cần di chuyển vào trong bóng tối. Vậy là đã giờ tất cả những cái thông số chi tiết của xe này mình đã nói hết với mọi người rồi. Nếu mà mọi người muốn mua thì cứ alo cho mình. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Xe đạp Mobi chân thành cảm ơn.